Xin chào tất cả các bạn, video này sẽ giúp bạn hiểu hơn về máy xay sữa hạt Medium MD11200, đặc biệt là cách sử dụng tất cả các chức năng của máy. Trên bảng điều khiển đầu tiên chúng ta thấy đây là hàng các nút chức năng của máy và hàng bên trong là màn hình hiển thị các chương trình nấu. Về các nút chức năng, đầu tiên sẽ là nút menu để chọn các chương trình nấu. Máy có tổng 6 chế độ xay. Đây là chế độ ngũ cốc, hạt đậu khô, hạt đậu ngâm, sữa yến mạch, sữa hạnh nhân và cuối cùng là sinh tố. Nút chức năng thứ hai là capacity để chọn dung tích nước muốn nấu có 5 mức nước để bạn tùy chọn cho phù hợp với lượng hạt bạn muốn nấu. Nhưng có hai chế độ oatmeal và smoothie, chỉ xay thôi, không nấu nên chúng ta sẽ tự cho nước vào cuối nhé. Tiếp theo là nút Start và Cancel để bắt đầu hoặc hủy chương trình đang nấu. Đây là nút Time, nút để hẹn giờ khởi động xay. Cuối cùng là chức năng mà mình yêu thích nhất của chiếc máy này. Đây là chế độ Clean và Dry, là các chế độ vệ sinh sau khi nấu sữa hạt xong. Nút Clean là để vệ sinh cối, còn nút Dry là để sấy khô. Mình sẽ hướng dẫn cách thao tác trên máy để nấu sữa hạt luôn nha. Đầu tiên các bạn cho nguyên liệu vào cối xay này và đóng nắp lại và phải đóng theo hướng dẫn trên nắp nhé. Sau đó bạn chọn chế độ nấu. Ở đây mình sẽ để chế độ nấu là grains để nấu các hạt ngũ cốc. Tiếp theo bạn chọn mức nước phù hợp với lượng ngũ cốc bạn muốn nấu và chọn start là xong. Còn về chế độ vệ sinh thì sau khi máy nấu sữa xong, bạn nhấn chọn nút clean và dry. Lúc này màn hình hiển thị sẽ nhấp nháy chế độ clean thì bạn nhấn nút start là máy sẽ tự động bơm nước và rửa cối. Sau khi vệ sinh xong bạn nhớ mở nắp cối ra và chọn chế độ dry để máy tự hong khô toàn bộ nước bên trong nhé. Vậy là mình đã giới thiệu và hướng dẫn xong các chế độ và cách nấu sữa hạt với máy xay sữa hạt Medium MD-11200. Chúc bạn có những cốc sữa hạt thật thơm ngon và sánh mịn với chiếc máy tuyệt vời này nhé.